Xin chào các em, chị tên là Sushi, rất vui được gặp các em trong video lần này. Hôm nay chị Sushi sẽ hướng dẫn cho các em tô màu con gà trống nhé. Đầu tiên, chị sẽ chọn màu xanh lá cây để tô mắt của gà trống nè. Tiếp theo, chị sẽ chọn màu vàng để tô mỏ của con gà. Tiếp tục, chị sẽ chọn màu đỏ để tô màu của con gà nè. Sau đó, chị sẽ chọn màu vàng da cam để tô đầu của con gà. Tiếp theo, chị sẽ tô cánh gà và chị sẽ tô những cái lông trên cánh gà, mỗi cái lông một màu khác nhau các em nhé. Sau khi tô lông của cánh gà xong rồi thì chị sẽ tô thân của con gà và chị sẽ chọn màu xanh da trời để tô các em nhé. Các em hãy nhấn nút đăng ký trên kênh Sushi để được xem những video mới nhất mà chị Sushi phát sóng nhé. Nhấn nút like video để ủng hộ chị. Tiếp theo, chị sẽ tô đuôi của con gà trống và chị sẽ cũng tô những cái lông trên đuôi với những màu sắc khác nhau các em ạ. Thank you.
Tiếp tục, chị sẽ tô hai cái đuôi của con gà màu đỏ. Và tô chân của con gà màu vàng. Vậy là hôm nay chị đã hướng dẫn cho các em tô màu xong con gà trống rồi. Còn bây giờ chị Susie xin chào và hẹn gặp lại các em.